Xin chào các bạn. Tiếp theo phần hướng dẫn trồng bông dạng thọ Tết, bạn thọ Tết năm 2017. Chỗ gia đình chúng tôi trồng hiện tại cách đây ương giống khoảng 10 bữa. Thì mình dạng thọ nó đã lên được 2-3 tầng lá. Nếu có điều kiện mình nuôi vô bầu thì cái chất lượng nó rất là cao, như bầu nào cũng lên hết. Bữa rồi có hướng dẫn cho các bạn thấy mình ghim vô mấy cái bầu đó, chỉ có một số ít bầu, một hoặc hai bầu là nó không có lên. Đây còn ương trong cái thao, mình cũng đổ cho vô, mình ương hàng thấy nó lên cũng đạt. Nên cái bầu để ngoài thì cũng lên đủ hết. Rồi mấy cái dĩ ươm. Dĩ ươm cũng lên nhưng mà thấy cây nó không có đều. Thì như là mình cái chất lượng của cái phân để mình ươm nó không có đạt, nên cây nhỏ cây lớn như không có đều, nó bị thấp cao ha. Nói chung là về sau có, nếu mà bà con có làm thì mình để cái phân để vô cái dưa ươm đó là phải trộn thêm phân bò hoặc là phân hữu cơ gì thêm, nhưng mà để chấu không thì nên lên cho cháu không thì nó cây nó không tốt. Đây là cái cũng quạng thọ đây, ươm trong cái thùng mót. Đây là quạng thọ kìa, mà của hãng FWN đó. Những cái mai thọ định cây nó hơi khác. Còn đây là quạng thọ cam đỏ đây. Có cây cũng cao bự. Thì cơ bản gì thì mình nếu mà cây như vậy thì khoảng 5 bữa tới 7 bữa nữa là mình có thể vô chậu mình ươm trồng được rồi. Thì 5-10 bữa nữa. Hiện tại nó khoảng 3 tầng lá. Còn đây mình ương sau để mình trồng có lớn có nhỏ. Mình như này ương sau. Hiện tại nó mới được 2 lớp lá. Đối với những cái bầu như thế này thì chúng ta có thể trồng vô cái chậu được rồi. Cao rồi này. Chậu hoa để mà mình bán Tết đó. Mình xem đây là những cái gì, cái thùng để mình ươm đủ thứ, nhưng mà có lúc bữa nay mình xịt thuốc bằng giấc sáng thấy bị nắng có bị héo ít lá đây, nên mình lấy lưới mình che lại là nói chung là kinh nghiệm cho thấy là mình nên xịt thuốc hoặc cái phân gì đó, mình là mình xịt chất chiều mát. Còn mình xịt giấc sáng hoặc là mình giải phân giấc sáng nhiều khi nó đọng trên cái lá của cây hoa, nó tạo cho nhiệt độ nóng làm cho cái héo lá. Nên mình đem vô mát này để bà con có
có tưới phân hoặc là xịt thuốc thì nên xịt chất chiều. Cỡ này thì mình cũng có bón phân hai đợt rồi, nhưng mình chọn cái phân lân á với DB mình ngâm ngâm vô cái xô gì đó, mình ngâm mấy bữa cái nó hoặc là nó cho nó tan ra, mình quấy cho nó đều cho nó tan. Rồi cứ khoảng khoảng hai hoặc ba bữa, hai bữa thì mình tưới nhẹ nó cái gì đấy, chứ những cái hoa này nó rất nhạy cảm, nhiều khi mình tưới hơi đậm nó cái nó úng luôn ạ. Đây là những cây mai thọ nó hơi khác khác lá ngắn. Đây quả thọ. Thì nhìn chung do giờ mình dòm kỹ cái những cái này thì nó hơi ốm, do mình trồng nó dày quá, gương nó dày quá. Thì thời điểm này mình để ý mình có xịt thuốc dưỡng lá với tăng cái kích thích cho nó ra rễ, kết hợp với một ít thuốc sâu để mình ngừa những cái con sâu gầy ăn lá, sâu ăn lá hoặc là sâu dưới bùa. Nếu có những dây ươm thì cái này thì mình ươm sao này, sao mình làm đất cái chất lượng cái nó không có bị khô, ít hao cây, nhưng mà do nó nảy mầm không đều, cái trước cái sau nó hơi cao thấp. Cái này mình ươm được hiện tại đây khoảng được khoảng 1 tuần từ lúc mình gieo hạt vào chậu, khoảng 1 tuần. Còn cái này thì nó hơi khoảng hơn 10 bữa rồi. Cái cơ bản là từ 10 bữa tới nửa tháng tới 20 ngày là mình có thể vô chậu được. Thì cái thời điểm này thì mình chỉ chăm sóc tưới sáng chiều thôi, còn là mình không nên tưới giấc trưa ngoài nắng, không nên tưới dù lỡ cây nó có héo hay gì đó, còn mình ginh mình bỏ vào trong mát chứ đừng có tưới vô đó đang nóng cái dễ chạy cây. Mình xem cái chậu này cũng giống như sớm mình có nói đấy, có xịt thuốc này để mà nắng cái nó động lại, cái nó động trắng trắng giống như cái này, trời nắng lên thì cái nó nóng cái nó hay béo lá. Còn đây có những dĩ ươm, vừa mới thấy lên cây lớn cây nhỏ nó không có đều, không đều không do mình cái chất lượng phân của mình để vào dưa nó không có đạt không. Thì sao nếu bà con mình có làm thì mình để phân kết hợp với phân hữu cơ để vào như phân bò chẳng hạn, bây giờ mà cái cây nó có chất lượng hơn. Nhìn chung thì qua thời gian khoảng 1 tuần hơn
mình ươm cây giống hoa nhãn thọ để trồng Tết, thấy mức độ nó phát triển cũng bình thường. Thì sắp tới chắc khoảng nếu mà khoảng hơn 10 bữa thì chúng tôi sẽ vô vào chậu để mà trồng. Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị phân bò, rồi phân hữu cơ, rồi sơ dừa kết hợp với một ít chấu, chấu chấu mục càng tốt để mình chuẩn bị mình vô chậu. Thì kinh nghiệm thì cho thấy nếu mà mình những cái mình trồng ở trong mát á, thời gian nó sẽ kéo dài hơn. Có bóng mát nhiều thì cây nhân thọ nó sẽ kéo dài hơn, kéo dài ngày tháng hơn để mà lúc ra bông. Còn bây giờ mình ương chỉ trễ như thế này thì nó vẫn kịp Tết, với điều kiện mình trồng ngoài chản nắng thúc cho cây phát triển mạnh thì vẫn đạt chỗ đúng Tết. Thường như thời gian mà từ cái bông này á, nó chỗ ra hoa thì nó đạt nhiều khi cái tuổi đời của cái bông nó có thể kéo dài khoảng chừng hơn 10 ngày. Vì vậy mình muốn ương bông sớm sớm để mà cho nó nở to đem ra chợ bán có giá, thì mình ương hơi sớm hơn khoảng 2 3 ngày chẳng hạn, hoặc là 1 tuần cũng được.